Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Dần, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại khê thủy ngày giáp dần tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại khê thủy kỵ tuổi mậu thân bính thân ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu vài tuổi xung khác trong ngày tuổi mậu thân bính thân canh ngọ canh tý tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Về sao sáu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao quả tú, sáu đối với cưới hỏi và ngày hôm nay là ngày sát chủ, sáu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đốn xiêm tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đốn xiêm tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tý á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi tý nên tập trung hơn nữa cho công việc của mình hoặc là chuyện học hành của mình trong ngày hôm nay việc cứ để cho đầu óc ở đâu sẽ khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm vào lúc này và đây là thời điểm cuối năm là lúc với bạn tuổi Tý cần phải bứt tốc, chỉ một phút lơ là chạy mãng cũng có thể khiến cho công sức của bạn bỏ ra từ trước tới nay đổ xuống sông, xuống bể. Và với bà tuổi tí, có lẽ bạn đang để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của mình, cho nên không hề quan tâm đến công việc mà mình đang phải làm. Với bà tuổi tí, bạn cần phải cố gắng để sốc lại tinh thần làm việc chứ đừng có để cho bản thân cứ mãi chạy theo sau lưng người khác như vậy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày thủy dưỡng sinh chua mộc. Đây là dấu hiệu tốt cho sức khỏe của bạn mình. Và bạn đang có được sự cải thiện rõ rệt hơn về sức khỏe. Nếu như bạn muốn đạt được những điều mình mong muốn, điều đầu tiên là bạn cần phải chuẩn bị là một thể chất thực sự khỏe mạnh. Vì thế, đừng có bao giờ chủ quan với sức khỏe của chính mình. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tinh thần làm việc, chạy mãng, lơ là. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn cho mình. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, đừng đánh đổi công sức của mình, bấy lâu đã xây dựng. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, tình cảm ảnh hưởng tới công việc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, sức khỏe tốt, Thể chất tuyệt vời. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi Sửu đây là lúc bạn cần phải phát huy hết năng lực cá nhân của mình để phát triển sự nghiệp cho mình. Không phải lúc nào cơ hội cũng có sẵn, vì vậy bạn tuổi Sửu đừng có chần chừ nữa. Và với bạn mệnh tuổi Sửu hãy mạnh dạn làm theo những gì lý trí mách bảo. Nếu vẫn cảm thấy chưa chắc chắn về những lựa chọn của bản thân mình, thì bạn có thể hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Chắc chắn những lời khuyên bảo góp ý từ những người đó sẽ giúp cho bạn tìm ra con đường đúng đắn với mình. Và ngày này đối với bạn tuổi Sửu bạn cần phải hiểu rằng thất bại hay là sai lầm không phải lúc nào cũng đáng sợ như bạn vẫn nghĩ sai ở đâu thì sự ở đó, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Còn nếu như bạn cứ sợ sai hay là sợ vấp ngã thì chỉ có cách là không làm gì cả mà thôi. Và bạn tự xỉu, bạn sẽ phải dậm chân tại chỗ. Trong cái vận trình ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Sửu bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Đây là báo hiệu cho thấy sức khỏe của bạn lại không được tốt. Cái chuyện tình cảm của bạn cũng như là tiền bạc của bạn cũng không được như ý muốn. Dù bạn đang có ý định cho việc gì đi nữa thì cũng nên đợi đến thời điểm khác thích hợp hơn với mình. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim nên cố gắng phát huy năng lực của mình để vươn cao, vươn xa hơn. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy mạnh dạn đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa họ, nên học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ, đừng quá lo lắng mà để cho kế hoạch mãi chỉ ở trên giấy tờ. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc, tình cảm không có tín trịn rõ ràng. và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Riêng tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày rất thuận lợi để cho bạn thực hiện những kế hoạch nhằm cải thiện tình hình về tài chính hiện tại cho mình khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Và với bà tự dần, bạn được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền một cách thuận lợi trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi nhưng vẫn còn kèm theo đó là những không ít rủi ro tiềm ẩn với bạn và với bản bệnh tuổi dần, tốt nhất là phải luôn giữ cho đầu óc của mình luôn tỉnh táo, đừng có vội quyết định điều gì khi mà chưa nắm chắc được kết quả, nhất là trong lĩnh vực về đầu tư tiền bạc. Trong ngày này, đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy, thời tiết khô lạnh là nguyên nhân gây ra các bệnh về gân cốt, tỉ vị, trúng gió. Vì vậy với bạn tuổi dần, bạn cần phải chú ý giữ ấm cho cơ thể cẩn thận khi ra ngoài, để bảo vệ cơ thể mình luôn được khỏe mạnh. Và xem tử vi ngày này đối với bạn tuổi dần thích hợp để cho bạn cầu phúc, cầu tài. Vì vậy, nếu là những bạn làm kinh doanh buôn bán thì có thể tranh thủ trong ngày hôm nay để thực hiện những công việc này chắc chắn sẽ rất hiệu quả với bạn. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, có cơ hội cải thiện về tài chính. Từ vi tuổi bính dần, thuộc hỏa cẩn thận rủi ro khi tiến hành đầu tư. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, cần kiểm chứng tính khả thi của kế hoạch. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, chú ý giữ ấm cho cơ thể. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, nên cầu tài, cầu phúc trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi ngọ, tuổi tuất. tử vi tuổi mão thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện tam hợp hỗ trợ. Cho nên công việc của bạn tuổi mão sẽ có những bước tiến khá chi là tốt giúp cho bạn dễ dàng hoàn thành được các dự án trước thời hạn đặt ra. Và với bà tuổi mão, đây quả là tin mừng sau những tháng ngày đau đầu, mất ăn mất ngủ vì lo lắng giải quyết hàng loạt vấn đề đang còn tồn đạo từ trước đó của bạn. Thậm chí, trong ngày hôm nay đối với bạn tuổi mão, còn có thể gặp được quý nhân sẽ dẫn đường bạn phát triển một cách thuận lợi. Với bà tuổi mão, bạn là con giáp vượng về quý nhân có được cơ hội luôn mở rộng trước mắt bạn và trong ngày này đối với bà tuổi mão bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương hợp giúp cho chuyện tình cảm của bà tuổi mão tiến triển ổn định bạn và người ấy vẫn đang cố đắp xây để có được tình yêu bền vững còn đối với những bạn đang còn độc thân thì vẫn bình hạn, đợi chờ một nửa thích hợp với mình bạn không có điều gì cần phải lo lắng về tình cảm của mình vào lúc này vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc tiến trị tốt dự án nhanh chóng hoàn thành từ vi tuổi đinh mão thuộc họ được quý nhân dìu dắt để tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ tài chính được ổn định nhưng không quá dư dả từ vi tuổi tân mão thuộc mộc tình cảm ổn định đôi lứa tâm đầu ý hợp từ vi tuổi quý mão thuộc kim đối với những bạn đang còn độc thân không quá gấp gáp trong chuyện tình cảm của mình và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Hợi tuổi Mùi tử vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi thìn đang có điểm báo phải đối mặt với không ít rắc rối về các mối quan hệ trong công việc của mình ngày hôm nay với bạn tuổi thìn thái độ thờ ơ với công việc chung chính là điều giúp cho mọi người không hài lòng với bạn trong ngày. Và bạn Tù Thìn, bạn có thể phải nhận một vài lời phàn nàn, thậm chí là phê bình khi thiếu sự liên kết với đồng nghiệp. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn Tù Thìn là bạn hãy quan tâm và giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa. Ở trong môi trường tập thể, bạn không thể sống cá nhân hay là luôn làm việc một cách độc lập như vậy được. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Dự báo cái chuyện tình cảm của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay cũng không được mấy thuận lợi. Bạn và nửa kia dễ nổ ra sự tranh cãi gay gắt khi có bất đồng quan điểm với nhau. Và với bà tuổi thìn, nếu không sớm tìm cách dung hòa những mâu thuẫn này, cứ để cho mọi thứ tích tụ càng lâu thì càng đổ vỡ một cách nhanh chóng và chẳng dễ dàng gì để hai người có thể đi đến ngày hôm nay. Vì vậy với bạn tuổi thìn, bạn hãy suy nghĩ tới những khó khăn đã cùng nhau vượt qua và cho nhau một cơ hội để hàn gắn lại hạnh phúc như thuở ban đầu. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, mối quan hệ với đồng nghiệp không được hài hòa. Từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ bị phê bình vì thiếu đi sự hòa đồng với tập thể. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên tránh thỏa thái độ thờ ơ với công việc chung. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, do tranh cãi liên minh. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, nên đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi tỵ đang có điểm báo dễ phạm tiểu nhân họa thị phi ảnh hưởng tới con đường thăng tín của mình không phải ngẫu nhiên mà dạo gần đây thường xuyên xuất hiện những lời đồn đại không chính xác về bạn Tốn công sở là nơi thường xuyên xảy ra sự ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau. Vì vậy với bà tuổi tỵ, bạn đừng có bao giờ ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ đều là màu hồng như vẽ bề ngoài. Điều tốt nhất với bà tuổi tỵ có thể làm bây giờ là hãy cố gắng dung hòa các mối quan hệ và đặc biệt chú ý cách ứng xử của bản thân để không gây thù trúc oán với người khác. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ cần phải cảnh giác với những lời đường mật, xúi dục bản thân mình, tham gia vào những dự án đầu tư hấp dẫn nào đó. Tiền bạc chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống, cho nên với bạn tuổi tỵ bạn hãy làm thật và hưởng thật thay vì chuộc lợi bất chính về cho mình. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi tỵ lại rất may mắn, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió đằng sau lưng bạn, vẫn luôn có một nửa sẵn sàng ủng hộ, tin tưởng và quan tâm đến bạn vô điều kiện. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy biết trân trọng hạnh phúc hiện tại mà mình đang có. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc Hỏa, gặp chuyện thị phi trốn công sở, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc Thổ, cố gắng dung hòa các mối quan hệ với đồng nghiệp, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc cẩn trọng khi ứng xử để không gây thù trúc oán với người khác. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, đừng vội tin vào những lời đường mật, kéo lại hao tài, tốn của. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, may mắn vì nửa kia, luôn tin tưởng và ủng hộ cho bạn. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm năm sao, con số may mắn, số 1, số 5, giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi giàu, tuổi than. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp dần ngoạn tuất phù trợ. Cho nên với bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu sẽ đón nhận tin mừng cả về công việc lẫn chuyện tình cảm của mình trong ngày hôm nay. Và hôm nay đối với bạn tuổi ngọ quả là một ngày thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch như là ký kết hợp đồng, xuất hành đi xa sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho bạn. Điều duy nhất mà bạn tuổi ngọ cần phải cải thiện lúc này nếu như muốn thăng tín xa hơn nữa thì tính nóng vội của bạn cần phải sửa đổi. Bạn là người nhiệt tình, có năng lực hành động nhưng lại khó giữ được lửa nhiệt của mình một cách lâu dài. Do đó đây là nguyên nhân mà làm cho bạn dễ bụa dở dựa chừng. Và dù làm bất kỳ việc gì với bà tuổi ngọ cần phải có sự kiên trì theo đuổi thì bạn mới có thể nhận được kết quả xứng đáng với những gì công sức mình bỏ ra. Kiên trì chính là chìa khóa dẫn tới thành công. Cũng chỉ vì thế, bạn cỡ tuổi ngọ cần phải cố gắng hơn nữa. Bạn nằm trong số những con giáp thành công trong năm 2021, sự nghiệp đi lên phơi phới. Trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ, chính quan xuất hiện cũng chính là vị thần trợ mệnh cho công việc của bạn ngày hôm nay được thuận lợi. Bạn mệnh sẵn sàng tinh thần để chiến đấu với bất kỳ khó khăn nào và vượt qua mọi trở ngại để đạt được những mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Vài từ, về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, công việc và tình cảm đều tiến triển tốt đẹp tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nên tiến hành những kế hoạch ký kết hợp đồng xuất hành đầu tư trong ngày hôm nay tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa không nên bỏ cuộc quá sớm tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công cho bạn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra về đánh giá của ba tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối bạn tuổi mùi Cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh tạo ra cho bạn rất nhiều bước đà thuận lợi để cho bạn tuổi mùi có thể bứt phá và vươn tới thành công. Và với bạn tuổi mùi, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì cứ mãi lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, những lo lắng được mất đang dìm bước chân của bạn đi đến thành công. Tương lai phía trước ra sao thì do chính quyết định của bạn. Vì vậy với bạn tuổi mùi, bạn hoàn toàn có thể nắm giữ được nó trong tay và lựa chọn hướng đi cho mình. Một chút dũng cảm và quyết đoán hơn sẽ khiến cho những thành quả mà bạn đạt được thêm ngọt ngào và xứng đáng với bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Vì vậy, nếu như bạn tuổi mùi không sớm có sự điều chỉnh lại lối sống kịp thời, rất có thể bạn sẽ phải trả giá đắt cho việc coi thường sức khỏe của mình. Và xem tử vi ngày này đối với bạn tuổi mùi, vị trí nhân thần nằm ở thắt lưng, dạ dày và kinh thụ dương minh đại tràng. Do đó, với bạn mệnh tuổi mùi, không nên tác động hay là làm tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Vậy tử vi tuổi ất mùi thuộc kim có được cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy lo được, lo mắt, chỉ dìm bước chân của bạn đi tới thành công mà thôi. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sức khỏe bất ổn vì lối sống của bạn không được lành mạnh. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tương lai ra sao là hoàn toàn do bạn lựa chọn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc không nên va chạm mộ xịa ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ Dương minh đại tràng. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 riêng tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân đang có điểm báo không phải là một ngày may mắn đối với bạn và ngày này đối với bạn tuổi thân vận trình của bạn khá chi là ảm đạm mang lại điểm báo họa hại đòi hỏi bạn mệnh tuổi thân cần phải hành xử một cách cẩn thận khiếu léo kéo lại rước họa vào thân. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay cũng đang có điểm báo có kẻ thứ ba xiên vào bạn và cả người ấy đều chưa nhận thức được rõ ràng về vai trò của người kia trong đời sống của mình cho nên chưa thật sự trân trọng mối quan hệ hiện tại đang có và với bạn tuổi thân đừng có để đến lúc mất đi mới hối hận thì đã muộn mất rồi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này còn cho thấy với bạn tuổi thân, bạn trở nên khá cứng đầu trong công việc. Bạn khó chấp nhận được việc bản thân mình không được nhìn nhận đúng đắn thực lực. Do đó, với bạn tuổi thân sẽ cố gắng bằng mọi cách để chứng minh bản thân mình hơn nữa. Với bạn tuổi thân, bạn còn có xu hướng bỏ ngoài tai những lời người khác chỉ muốn làm theo ý của mình. Chính vì thế mà bạn dễ gây mất lòng đồng nghiệp, mất lòng người khác, cấp trên cũng không nhận được sự hài lòng với những biểu hiện này của bạn. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, vận trình tình cảm ảm đạm, có điều báo họa hại. Tử vi tuổi bính thân, thuộc họa, chú ý từng lời nói và hành động để không rước họa vào thân. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, tình cảm dễ có người thứ ba chiên chan vào phá hoại. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nên ý thức được tầm quan trọng của nữ kia trong đời sống mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim không nên cố chấp làm theo ý của mình mà bỏ ngoài tai ý kiến của những người khác góp ý cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tí, tuổi thìn. Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dậu Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tử dậu đang có điểm báo bạn mệnh có thể gặp họa mất tiền hoặc là hao tốn về tiền của do sự chủ quan của mình gây ra. Dù vậy, với bạn tử dậu, bạn đi gần hay là đi xa, bạn cũng nên giữ chắc túi tiền của mình cũng như là vật dụng có giá trị bạn mệnh có thể lựa chọn hướng đi xuất hành tốt trong ngày hôm nay như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn công việc được hanh thông thuận lợi hơn. Đặc biệt trong ngày này đối với bạn tuổi dậu, bạn cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn minh mẫn khi tham gia đầu cơ về tài chính, kẹo lại mất tiền, mang tật vào thân. Không nên mạo hiểm, vung tiền vào những lĩnh vực mà bản thân bạn chưa hiểu rõ làm như vậy chẳng khác nào tự vứt bỏ tài lộc của mình đi ngày này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành tương khắc cho thấy bạn mệnh tuổi dậu đang gặp khá nhiều áp lực từ cuộc sống rất nhiều tâm sự đè nén trong lòng bạn nhưng bạn chẳng thể giải tỏa hay là biết giải bài cùng ai. Những lúc như vậy, bạn hãy thử tâm sự với nửa kia hoặc là với những người bạn thực sự tin tưởng, chớ có để dự ở trong lòng, làm cho bạn thêm phần ngọt ngạp và cảm thấy khó chịu hơn mà thôi và tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy vướng vào tranh chấp với cấp trên tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không nên nóng nảy đẩy mâu thuẫn lên cao tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ hãy dũng cảm đối diện với thử thách tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tâm sự với người thân thiết nhiều hơn tử vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng và đánh giá của bà tử dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cho nên bạn đang có được cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình song dường như với bạn tuổi tuất đang gặp một vài khó khăn để có thể thẳng thắn đối diện với người ấy và bạn đừng có lo lắng có hãy cứ giao mọi chuyện cho trái tim mình dẫn đường mách lối trong thời điểm đào hoa vượng như ngày hôm nay thì đối với những bạn đang quản độc thân thêm một chút dụng khí nữa thì mới có thể nắm chắc được hạnh phúc trong tầm tay mình. Còn đối với những bạn đã có một nữa hay là đã lập gia đình rồi thì cũng nên nghĩ tới việc hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Và cũng đã lâu rồi hai bạn không có một buổi hẹn hòa đúng nghĩa rồi đó nhé trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp được ngày có thiên Ấn độ mệnh nhấn mạnh tầm quan trọng của sức sáng tạo trong công việc của bạn tuổi tuất ngày hôm nay và bạn tuổi tuất bạn là người có tài năng bạn mệnh có thể đạt được những bước ngoặt đáng kinh ngạc trên con đường sự nghiệp của mình nhờ biết vận dụng tốt khả năng sáng tạo của bản thân mình trong công việc và trong cuộc sống và với bạn tuổi tuất Chính bản lĩnh vững vàng khi đối mặt với khó khăn và vượt qua khó khăn là điều giúp cho bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. Nhờ đó mà cấp trên sẽ dần nhận ra năng lực tiềm tàng trong con người của bạn và sẽ trọng dụng bạn xứng đáng. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ có được cơ hội bày tỏa tình cảm với đối tượng thầm thương trọ mến. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ đối với những người đã có nửa kia nên hâm nóng tình cảm. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, sức sáng tạo là điều giúp cho bạn thành công nhanh hơn. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim được cấp trên trọng dụng và trao cho cơ hội. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có thể đạt được bước ngoặt lớn trong công việc. Về đánh giá của bà tử tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi trong ngày này bạn đang gặp được ngày dần Hợi nhị hợp cái điều này giúp cho bà tuổi Hợi có thể xử lý khéo léo các mối quan hệ xã giao của mình một cách hài hòa và tốt đẹp đó đều là những mối quan hệ cần thiết cho công việc của bạn cho nên với bà tuổi Hợi không muốn mích lòng đối với bất cứ ai và may mắn là với bạn tuổi hợi, bạn là người có tính tình hiền lành, chu đáo, cho nên ai cũng muốn kết giao với bạn. Dù có xảy ra xung đột, bạn cũng chính là người ở giữa, điều tít các bên. Do đó, với bạn tuổi hợi nhận được sự yêu mến và tin tưởng của tất cả những người bạn của bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần, chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn mệnh tuổi hợi có được lộc làm ăn buôn bán, đặc biệt là đối với những người làm nghề kinh doanh buôn bán, nghề tay trái sẽ tìm được những mối quan hệ làm ăn hứa hẹn cũng như là đối tác tiềm năng với mình trong tương lai. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với ba tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy gia đình chính là nguồn động lực lớn để cho bạn tuổi hợi, nó được theo đuổi những điều mình mong muốn. Bạn mong có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn nữa cho những người thân yêu của mình, cho nên sẽ luôn cố gắng hết mình cho công việc, cho cuộc sống về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ được mọi người tin tưởng và yêu mến tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có được lộc làm ăn cải thiện về tài chính cho mình tử vi tuổi tân hợi thuộc kim gia đình là nguồn động lực để cho bạn cố gắng vươn tới thành công tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy tìm được đối tác tiềm năng để hợp tác với mình Vậy đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.